Dạ vâng, em mến chào quý cô bác anh chị khách hàng thân thương của kênh tiệm giày si 88 cũng như kênh đồ si 88. Số liên hệ chốt hàng của bên em là số 0987 377 553. Tiếp theo đó số Zalo là số 0919 628 425. Em chỉ có hai số bán hàng duy nhất. Ngoài ra là đều là những số điện thoại lừa đảo hết anh chị nha. Đó, thì bên em hôm nay em lại có một cái line giày xả. Nó là giày xả giày hạ giá chứ không phải là giày vứt đi cô bác anh chị nha. Hôm nào em nên là có gì này giày xả có bác có giày không giày không dùng được mới lại bán cho ai thì em xin thưa với các bác không phải là hàng giảm giá hay hàng thanh lý hay hàng sale mà nó là chất lượng nó là hàng bỏ đi không dùng được người ta mới bán không cứ Việt Nam đâu các bác thế thì các bác phải xem và nghe nhiều vào nhé. Mà tất cả các nước, kể cả những các nước tiên tiến trên thế giới cũng vậy thôi, họ cũng có chương trình giảm giá, họ cũng có chương trình theo, kể cả những món đồ hàng hiệu, hàng tiền triệu, tiền chục triệu, họ vẫn cứ sale, vẫn cứ giảm giá bình thường. Và những món hàng mà như bọn em bán hàng si thì những cái hàng đầu tiên về là hàng nó đẹp thì giá nó cao, tiền nào của đấy mà, thì nó vẫn là hàng chất lượng, hàng hãng, thế nhưng mà cái chất lượng rồi cái độ mới nó kém thì lại phải bán xả đi để thu hồi vốn về. Đó là mỗi cách kinh doanh của mỗi người. Thì em nói ít mong các bác hiểu nhiều. Em nhắc lại số liên hệ chỗ nào của bên em là số 0987 377 553. Tiếp theo đó số Zalo là số 0919 628 425. Anh chị chỗ nào có vui lòng liên hệ nhắn tin gọi điện trực tiếp cho em nhé, các bạn anh chị nhé. Thì hôm nay giá thì nó từ 100.000 trở lên các bạn anh chị nhé. Tùy các bạn anh chị có thể là mua về có thể đi chơi, đi tiệc, đi thể dục thể thao. Rồi thì đi làm, đi lao động, vân vân, tùy anh chị nhé. Đó. Thì mặc dù là hàng sale, hàng giảm giá nhưng nó cũng có đôi chất lượng hơn, có đôi kém hơn thì cái giá nó phụ thuộc vào nữa nha, các anh chị nha. Chứ em không đánh đồng giá cho nên nó cũng có cái khó anh chị nhé. Trước mắt quý cô anh chị đây là một đôi của gia đình nhà Bot, Dap Bot, một dòng ba sọc. Đế thì được sản xuất bằng đế mút của bạn chị nha, đế mút đó, đế nó rất là mềm, cái dòng này là đặc biệt, cái đế rất là bền, và thứ hai nữa là nó phù hợp với rất rất nhiều các lứa tuổi khác nhau và phù hợp với rất nhiều công việc khác nhau của bạn chị nha. Đấy. Anh chị mang đi sử dụng là nó thoải mái, và cái đế thì anh cô bác anh chị yên tâm rồi, cái đế này thì chắc là hỏng giày không hỏng đế. Về chất liệu thì trên thì bằng vải nha, vải dù của anh chị nha, đó nó thì vẫn non nguyên của nó anh chị nha. Đó. Hàng Adidas. Cái này có size 42, đế này đế xốp, đế đế xốp nhẹ anh chị nhá. Nó là đế xốp nhẹ, hai chiếc như nhau. Hàng Ultra này, Ultra Paris này, hàng ba sọc này. Hai chiếc như nhau anh chị nhá, hai chiếc nó như nhau luôn. Đó. Chất lượng còn rất là tốt. Em lên mã 1, anh chị nào mà vừa vừa chân vừa 42 thì chốt nhá, mã 1 nhá. Mã 1 thì có size 42. Giá là 320.000 anh chị nhé. Giá là 320.000. Mã 1 này. 42 giá 320.000. Tất cả những đơn hàng em báo trên kênh đều chưa bao gồm ship anh chị nhé. Anh chị mua từ 2 đô đổ lên thì em miễn ship cho anh chị nhé. Mua từ 2 đô đổ lên em miễn ship cho anh chị. Đấy. Còn anh chị nào chuyển khoản đủ cho em thì em miễn ship cho anh chị nhé. Em nhắc lại mã 1 size 42 giá 320.000, mã 1 size 42 giá 320.000. Mã 1 size 42 giá 320.000. Đó. Để em lên những cái mã tiếp theo. Anh chị vào xem kênh thì vui lòng dành cho em nút đăng ký và chia sẻ kênh nhé anh chị nhé. Đăng ký bằng cách là nhấn vào cái chữ màu đỏ trên đăng ký bên phải màn hình của các anh chị đó. Đó. Em lên tiếp một đôi nữa này. Cũng dòng ba sọc này. Dòng ba sọc này. X Vander này. X7 này. ZX7 này, ZX70 này. ZX750. Đó, còn đôi này đang phần này là nó là da lộn của bạn chị nhá, da lộn phối vải. Và phần mũi nó bị lỗi một tí nhá. Bị lỗi một tí anh chị nhá. Còn đế thì dây này dây chính hãng rồi, đát ba lá rồi. Phần đế này, răng đế nó vẫn còn ngon, tất cả các da vẫn còn ngon anh chị nhá. Đây là hàng hãng zin luôn. Đó. Với phần mũi này bị lỗ một tí anh chị nhé, một chiếc anh chị có thể chốt về phần này lỗ một tí nhé, anh chị có thể chốt về là mình đi lao động để bảo vệ cho đôi chân của mình. Giá thì nó rất là rẻ rồi anh chị nhé,
nên xem mã 2 này. Mã 2 có size 42 này. Giá 180.000 này. Giá 180.000 anh chị không nghe nhầm đâu. Mã 2 180.000 nữa anh chị nhá. Mã 2 180.000. Mã 2 size 42 180.000. Lên xem cái phần mạng nó đi. Ui đồ này đẹp, đồ đẹp lắm, đồ này hàng đẹp, đồ thể thao này, đế siêu nhẹ, đồ này rất là ngon luôn anh chị nhá, đồ này rất là ngon luôn, form dáng rất là đẹp. Con này có size 40 anh chị nhá, size 40. Anh chị xem mà vẫn chưa thoải mái, chưa ưng ý thì có thể là gọi điện hoặc nhắn tin em, có thể gửi hình ảnh Zalo lại cho cô bác anh chị nhá. Đồ này đẹp quá, thích hợp với mọi lứa tuổi, cả các bác trung tuổi nhé. Cái màu rất là đẹp. Nên xem mã 3. Có size 40 này. Có size 40 này. 280.000, em treo rẻ đi. Đẹp quá, 280.000 anh chị nhá. 280.000. Mã 3 size 40 280.000. Nên xem mã 4 này. Nên xem mã 4, mã 4 của tôi. Đôi này có size 36 mã 4 này, 120.000. 120.000. Mã 4 phần vải còn gần như mới 100% anh chị, phần vải còn mới gần như mới 100% anh chị. Còn rất là đẹp luôn. Có size 36 nhá, anh chị nào vừa chân này chốt đôi này nhá. Chốt về mua về cho con này, cho các chị nào có chân cô tấm. Này. Chắc chưa? 120.000 anh chị không nghe nhầm đâu, 120.000. Mua hai đôi để free ship anh chị nhá. Mã 4 size 36 120.000. Liên tiếp một mẫu nữa này. Mắc nữa này, một đôi mắc đế hơi này. Đế này là siêu bền. Đế hơi 360 độ anh chị nhá. Đế hơi 360 độ luôn, đế hơi còn nguyên, còn căng đét hơi. Đó. Đây là phần đế của anh chị nhá. Form dáng này cực đẹp luôn rồi. Đó. Đôi mắc. Đôi này đẹp ghê. 180.000. 180.000 cho đôi mắc. Lên xem mã 5 này. Mã 5 một size 39. 39. 180.000. Nhắc rồi. 180.000. 180.000. Em sell hết còn gì bán đấy. Mã 5 size 39 giá 180.000. Qua mã size 42, con này thì full đẹp, size 42, size 42 cả nhà nhé. Này, form dáng đây, nót nòng nót vẫn còn nguyên, đó. Full da luôn, có bạn chị nhá. Đế thì con này đế đế thì đế, con này đã được chạy chạy chỉ mũi anh chị nhá, con này đã được chạy chỉ mũi rồi, đó. Đế này đế đúc anh chị nhá, đế đúc rất là nhẹ. Nên xem mã 6, size 42, 250.000. Nên xem mã 6, 250.000. Nên xem mã 6, 250.000. Cho bác một đôi nữa. Nên cho bác một đôi Xpander nữa. Phần đế đây. Đế hình bông lúa này các bác này. Phần đế thì cũng còn rất là tốt luôn. Hai bông lúa này. Nó là non nguyên của nó anh chị nhá. Tên thương hiệu đây.
Em không đọc, nó toàn tiếng Anh nhưng có anh chị. Những cái đôi nào chất lượng này nhìn nó kém, có vẻ nó kém, nó cũ hơn thì em sale rẻ cho anh chị nhé. Sale rẻ cho anh chị mà mua về đi lao động nhé. Nên xem mã 7. Con này size bao nhiêu? Chưa có size. Nên xem mã 7 đi. Nên xem size nó bao nhiêu. Size EU nó bao nhiêu này. Size EU nó là. Quá trời em xíu, nó mãi trong. Size của nó chưa thấy đâu. Size 42 anh chị nhé, size 42. Mã 7 có size 42 này. 100.000. Mã 7 size 42. Nó là chốt đôi này em sale rẻ này. 100.000. Mã 7 size 42 giá 100.000. Mã 7 size 42 giá 100.000. Cho anh chị. Nên xem mã 8 này, một đôi đế cóc. Nên xem mã 8 này, con này nồi đồng cuối đá này. Con này lên mấy nay rồi, em chưa có bác nào chốt. Bác nào chốt thì em rẻ cho các bác. 250.000 size 42. 250.000 con này phun ra không lầm lỗi ở đâu các bác nhá. Không lầm lỗi đâu. Các bác chốt đôi này về đi tất cả trong tất cả các công việc khác nhau này. Đúng rồi, size 42 các bác nhá. Nên xem mã 8 size 42 giá 250.000. Mã 8 size 42 giá 250.000. Tiếp tục mã 9, nên xem mã 9. Mã 9 là một đôi dạng bata đế bằng chị nhá, một đôi đát. Một đôi đát hiệu này. Adidas hiệu các bác nhá. Đế thì đế dạng đế con ong này. À đế tổ ong. Chất lượng còn rất tốt. Mã 9 size 40 giá 208. Mã 9 size 40 giá 208 các bác nhá. Size 40 giá 208, mã 9 208. Tiếp xem một đôi nữa, một đôi siêu đẹp luôn, chất thì còn rất là đẹp luôn, siêu nhẹ luôn các bác nhá, quá nhẹ luôn. Đây là dòng thể thao các bác nhá. Nên xem mã 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nên xem mã 10 đi. Nên xem mã 10 cả nhà nhé. Mã 10 này size 42. Size 42 310.000. 310k. Mã 10 size 42 giá 310.000. Mã 10 size 42 giá 310.000 cả nhà nhé. Rồi, em có mã này. Xuống đây. Nên tiếp xem mã 9. Con này phun da các bác nhá, phun da. Phần đế nó đây các bác này. Phun da luôn các bác nhá. Phun da này, xin ham này. Nên xem một đôi thể thao này. Nên xem mã 11 này, có size 42 này, cả nhà này. 220.000. Nên xem mã 11 220.000. Mã 11 220.000 các bác nhá. Mã 11 220.000. Nên xem mã 12. Mã 12 có size 38. 38 cộng 38 39 các bác nhá. Nên xem mã 12.
Ẩn đế đây các bác này, một đôi phi, một đôi dòng phi, một đôi phi la các bác này, size mã 12, size 38 cộng, 38 39 nhá, 230.000, 230.000 cho mã 12, 230.000 cho mã 12 cả nhà nhé. Nên một đôi nữa này, nên một mã nữa này, nên xem mã 13 này nhé. Mã 13 con này được sản xuất tại Cambodia, Cambodia mã 12 này, size 42 này đó, 280.000. Mã 12 280.000 nhé, mã 12 size 42 280.000. Đấy là đế Huy Nam luôn này, đế Huy Nam luôn này, dòng đế của Mỹ luôn đấy các bạn. Quá đẹp. À, các bác nên cho em một đôi này. Đôi này có size hay lớn nhỉ? Nên cho em một đôi này. Đôi này size 42 cả nhà nhé. Đôi này cũng size 42 luôn. Cũng size 42 luôn các bác nhé. Size 42. Đế thì còn rất là mới này các bác. Đế rất là mới luôn. Đấy, bác nào thích phong thủy thì chốt đôi này nhé. Size 42. Đó, size 42. Giá 250.000. 250.000. Size 42. Mười ba cả nhà nhé. Mã 13 250.000. Mã 13 size 42 giá 3 250.000. 250.000 các bác nhé. Mình tiếp vào mã nữa này. Mã này thì siêu đẹp, siêu siêu luôn rồi. Mã này thì không biết bao giờ cho hỏng. Mà cái đế, phần đế các bác có thấy không, cực kỳ không? Đế nó cực kỳ, đế đã là đế hơi rồi nhá. Đấy, dưới phần dưới này là đế kép luôn đó, các cái lỗ thông hơi nó thấu sang bên này luôn này. Đôi này chất lượng còn rất là tốt, còn nguyên bản hết của nó, không có đụng chạm một cái gì các bác nhá. Từ phần dây dạ, phần này là được bằng da lộn hết các bác nhá. Con này có size 40 thôi. Nên xem mã 14 size 40. Mã 14 size 40. Mã 14 size 40. 350.000. 14 size 40. 350.000. Mã 14 size 40 giá 350.000. Tiếp cho em mã 15. Nên xem mã 15. Mã này có size nhỏ, size 37 các bác nhá. Dạng đấy một đôi Adidas da lộ, full da lộ có màu xanh. Có màu xanh nhá. Đấy thì đế bằng các bác nhá. Size có size 37 thôi. Nót thì nót nguyên của nhà Adidas các bác nhá. Đó, nót thì nót nguyên bản của nó. Luôn. Có size 37, bác nào ưng đôi này thì em chốt cho 150.000. 150.000 các bác không nghe nhầm đâu. 15 size 37. 150.000. 150.000. Nên xem mã 15 là có đơn, nên xem mã 15 là có đơn các bác nhá. Rẻ chưa từng thấy, 150.000. 150.000. Em nên cho các bác mã này nữa đi. Nên cho các bác mã này nữa đi. Size 42, 42 cộng các bác nhá. 42 cộng. Xeo rẻ cho các bác này. Nên cho các bác một đôi Ecorex, một đôi hiệu Ecorex, hiệu của Nhật này các bác này. Thương hiệu của Nhật. Nên xem mã 16, nên xem mã 16 nhá, là có đơn. 16 size 42 cộng 250.000. Nên xem mã 16. 250.000, nên xem mã 16 giá 250.000 các bác nhá. Hiệu Ecorex.
Nên xe mã 16 giá 250.000. Nên xe mã 16 giá 250.000 cả nhà nhé. Về rất nhiều những cái dòng giày rất hôm sau hôm tới thì một vài nữa thì em lên những cái này toàn giày VIP các bác nhé, toàn giày thể thao VIP, giày hiệu. Các bác vào đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Các bác mà cần những mua những cái mặt hàng, những cái dòng nó cao cấp hơn thì các bác đăng ký kênh thì đón chờ em, đón xem và ủng hộ em mấy hôm nữa các bác nhé. Vài hôm nữa em về toàn giày đẹp rồi các bác nhé, giày toàn dài tầm 5-700.000 đến 1 triệu các bác nhé. Giá các bác đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Hôm nên xem mã này đi, mã này thì nó có size em chưa kiểm, size nó size nhiều một đôi size 42 các bác nhé, size 42, size 42 phần đế này các bác này. Các bác có thể thấy phần đế một đôi này cực đẹp luôn. Đó, các bác là thích thì lấy vải nó như mới luôn các bác nhé, vải nó như mới luôn. Nốt xe mã này 17 nhá, mã nên xe mã 17 đi. Nên xe mã 17 có size 42 350.000. Nên xe mã 17. Nên xe mã 17 size 42. Mã 17 size 42 350.000. Mã 17 size 42 giá 350.000 nhá cả nhà nhá. Em mà xin phép tạm dừng video đây được. Em xin phép dừng video đây nhé. Xin chào, hẹn gặp lại cũng anh chị vào những video lần sau nhé. Một lần nữa em xin cảm ơn chân thành tới cứu cũng anh chị gần xa trong suốt thời gian qua đã đồng hành cùng shop em nhé. Em nhắc lại một lần nữa, số liên hệ mua hàng của bên em là số 0987 377 553, số Zalo là số 0919628425.